hôm nay là thứ ba, thứ sáu, thứ tư, ngày 31 tháng 5. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng năm. Ngày mai là tháng sau là tháng sáu phải bắt đầu học tập. Việt Nam là sự chủ ngộ vậy. Tháng mặt môn đặc trưng là bản đề bản để thì tôi nói gỗ ở trước cái này để cái sai một nên nhận trái cây của Việt Nam cũng giống khỏi phải bán nhỉ rồi cái đó sẽ xuất hiện là rồi thì rồi thì trái cây của Việt Nam cũng giống khỏi phải bán nhỉ là chỉ dùng được trái này để dùng mà được này để khỏi phải bán và khỏi phải bán bán là chỉ dùng khỏi phải bán nhỉ sẽ xuất hiện khỏi phải bán nhỉ Việt Nam lâu Việt Nam trái cây đó là nó có miếng tâm các bạn miếng bạc thì quả quả trái cây quả Việt rồi thì trái cây quả Việt Nam cũng không khỏi phải bán nhỉ thiệt ai người người bỏ cố gắng không khóc nhưng mà nước mắt cứ theo theo dõi nam đi đâu xưa là nam đi đâu với tất cả nam đi đâu có là tất cả với tất cả các sự kiện sẽ xong sẽ xong nhưng mà của anh người bố người bố mà đặt chưa là tôi muốn cho người bố đó là phụ thuộc tên tôi gì đó vậy.目の前の父親というかは、その何か小説の中で出てくるような人物としての父親は、いわゆる交換、パンパン、今、ニューマック、キャラクター、ただただ何やつ、クー、トワイマー、クー、クー、タオザー、ヌクマン、ヌクマン、ヌクマン、クー、タオザー、何やつ、ヌクマン、thiệt là Việt Nam nhận rất nhiều ô thì e từ Nhật Bản là như thế cơ sở hạ tầng đến giờ vẫn chưa hoàn thiện số lượng có là gì là sự sôi động thế mà nhưng mà cũng có số lượng có là gì trên ngoài những cái hàng ngũ số như thế số lượng cho tôi nhưng mà cũng có là gì Việt Nam nhận được nhiều ODA từ Nhật Bản. Thế mà cơ sở hạ tầng đến giờ vẫn chưa hoàn thiện. ODA đã xong chưa? Chúng ta là đi qua đó. Xây dựng chương trình này. Đến giờ, đi nào đây? Đến giờ vẫn chưa hoàn thiện. Tiếp quấn. Người kia là người Nhật Bản. Mà nhà nhị. Người Hàn Quốc ở đây vào drama hay là người kia là người Nhật hay là người Hàn Quốc sự mù đại của anh これはね長文の会話の長文になってるんだけど今日はこれ読むだけでしょうかね君理解と問題はしたでしょうか僕も問題有名将来の夢奉榜一中中心发展之而已在拉波尔吧应得休息时间播送应得奉榜中心发展发展之而已在拉波休息时间注意太老，我说个，装修好，
chương trình program phát thanh của số program giờ nghỉ giải học kinh tế sản vậy. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi mời đến hai bạn sinh viên. Bạn Yui là sinh viên người Nhật đang du học tại trường chúng ta, và bạn Tiến là sinh viên người Việt Nam sắp sửa đi du học tại Nhật Bản. Chúng ta hãy cùng lắng nghe về ước mơ tương lai của các bạn ấy nhé. Yui, vì sao cậu trùng nhập về Việt Nam để du học thế? Tiếng Anh của cậu cũng rất tốt. Cậu có thể du học ở nhiều nước khác mà, như là Mỹ này, Đức này. Vui bởi vì mình đã quan tâm đến Việt Nam từ lâu rồi. Tại trường đại học mình học tiếng Việt, mình còn học lịch sử và kinh tế Việt Nam nữa. Hồi đó mình muốn biết không chỉ Việt Nam ở trong sách vở, mà cũng muốn biết xem Việt Nam là quốc gia như thế nào, người Việt Nam là con người như thế nào, của cuộc sống thực tế. Quên thế à, có lẽ cậu biết về Việt Nam nhưng không cả chúng mình nữa ấy nữa đấy. Vì không phải đâu, mình nghĩ là mình vẫn chưa biết gì về Việt Nam cả. Hồi cấp ba mình có học một vài cuốn sách về chiến tranh Việt Nam và thời sự Hồ Chí Minh. Từ đó mình muốn biết về Việt Nam hơn nữa nên tiếp tục đọc sách về đọc sách và xem của sự tập hành thế thôi. Quên, cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến Việt Nam. Còn Tiến thì sao? Tại sao cậu lại quyết định đi du học tại Nhật Bản? Tiến, mình muốn tìm hiểu về các kinh doanh kiểu nhật trong tương lai. Mình nhận tiền sẽ khỏi nghiệp và trở thành một doanh nhân thành đạt trên thế giới. Quên, cậu có chuẩn bị gì trước khi đi du học Nhật Bản? Tiến, mình chăm chỉ học tiếng Nhật và đang tìm học bổng. Mình cũng muốn tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản nên mình sẽ rất vui nếu được kết bạn của Yui. Nhưng sau khi hết xong hành chương trình theo đuổi sinh viên ở đây thì chắc là cậu trở về Nhật Bản tốt nghiệp đại học không? Cậu tìm năm gì? Vui, sau khi tốt nghiệp thì có lẽ mình sẽ đi xin việc. Bốc mùa của mình là được làm việc ở tổ chức quốc tế. Mình cảm ơn sự chia sẻ của hai bạn. Chúc cho những bốc mùa trong tương lai của các bạn sẽ thành hiện thực. Bây giờ để kết thúc chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe một vài các tiếng Nhật nhé. À, nóng quá, bây giờ